Bộ phim 12 Years a Slave đã đoạt giải phim chính kịch xuất sắc, còn American Hustle chiến thắng ở thể loại hài và nhạc kịch. Trong lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2014 diễn ra cuối tuần qua, Amy Adams đã đoạt giải nữ diễn viên phim ca nhạc và hài cho vai diễn của cô trong phim American Hustle, và Jennifer Lawrence đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc cũng trong phim này. Adams cho biết đây là món quà kỷ niệm 15 năm diễn viên của mình, còn Lawrence không quá xa lạ với những buổi lễ trao giải nhưng vẫn đầy căng thẳng khi lên nhận giải. Năm ngoái, người đẹp này từng nhận danh hiệu Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong đó, giải thưởng phim hay nhất thể loại phim tâm lý thuộc về bộ phim 12 Years a Slave. Đây là giải thưởng đầu tiên của bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2014 với 7 đề cử.